cảm ơn các bạn đã đến với kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Kỳ án về Rozan Gailiunas, bi kịch đằng sau những mối quan hệ tội lỗi. Thức dậy sau một giấc ngủ ngắn vào chiều ngày 4 tháng 10 năm 1983, cậu bé 4 tuổi đi quanh ngôi nhà của mình ở thành phố Richardson, bang Texas, Mỹ, để tìm kiếm mẹ của mình tên là Rozan Gailiunas. Một lúc sau, đôi mắt nhỏ ấy ngay lập tức dừng lại ở một cảnh tượng mà cậu bé vẫn chưa thể hiểu được. Nằm trên sàn nhà là mẹ của cậu trong tình trạng không mặc quần áo và bất tỉnh. Miệng của người mẹ thì bị nhét đầy khăn giấy. Không biết phải liên hệ với ai để được giúp đỡ. Cuối cùng cậu bé đã cầm lấy điện thoại để gọi điện cho bố mình là Peter Gailiunas. Anh khi đó đang ở nơi làm việc. Mặc dù vị bác sĩ này đã chuyển ra khỏi nhà của đôi vợ chồng trước đó vài tuần khi hai người quyết định ly thân, nhưng lúc nhận được cuộc gọi của con trai nói qua về tình hình thì Peter đã vội chạy đến ngay lập tức. Nhận thấy vợ bị thương nặng nên Peter đã gọi 911 để được giúp đỡ. Nhìn bằng mắt thường, những người có chuyên môn đều có thể nhận định rằng Rozan khó mà sống sót. Ngay cả khi nạn nhân chưa được tuyên bố đã chết, thì cảnh sát cũng đã coi đây là một vụ giết người. Kết quả khám nghiệm tử thi sau đó cho thấy tên sát nhân đã nhét giấy vào miệng Rozan trước khi bóp cổ và bắn 2 phát vào đầu của cô. Giống với những vụ án tương tự, thì Peter Gailiunas đã bị các thám tử coi là nghi phạm đầu tiên. Trong cuộc thẩm vấn với Peter sau đó, thì điều tra viên đã biết được lý do chia tay của cặp đôi này. Người đàn ông vừa mất vợ kể rằng vào một buổi chiều khi bất ngờ về nhà, thì Peter đã tận mắt chứng kiến vợ mình đang ngủ trên giường với một người đàn ông khác. Lúc này, vị bác sĩ mới biết mình đã bị cắm sừng từ khi nào. Nhân tình của cô tên là Larry Weyler. Larry là một chủ thầu xây dựng giàu có và được kính trọng trong khu vực. Anh bắt đầu công việc kinh doanh và xây dựng với sự giúp đỡ từ người bố vợ giàu có của mình. Sau khi kết hôn với Joy David, cuộc sống của đôi vợ chồng khá đầy đủ và hạnh phúc. Tuy nhiên, đó là câu chuyện của nhiều năm về trước. Hiện tại, Larry đã yêu Rozan. Vì quá say mê người tình trẻ của mình, nên Larry đã quyết định sẵn sàng từ bỏ tất cả những gì mình có. Khi Rozan thể hiện tình yêu với nhân tình bằng cách ly thân chồng, thì Larry cũng chứng minh bằng cách đệ đơn ly hôn vợ. Rozan và Larry đã cùng lên kế hoạch cho cuộc sống chung sau này. Nhưng giờ đây, Rozan đã chết và mọi dự định của cặp tình nhân cũng đổ bể. Mặc dù biết rằng bác sĩ Peter có động cơ giết vợ, nhưng điều tra viên đã phải cân nhắc lại sau khi chứng kiến người đàn ông này tỏ ra rất sốc và đau buồn về cái chết của Rozan. Cuộc điều tra của cảnh sát sau đó chuyển hướng sang nhân tình của nạn nhân là Larry. Trả lời thẩm vấn, vị chủ thầu xây dựng thề rằng anh yêu Rozan rất nhiều và không bao giờ có chuyện làm tổn thương đến cô. Cùng với đó thì Larry đã cáo buộc Peter. Anh cho rằng Peter sẽ không chịu được việc bị vợ bỏ và lấy đi con trai của họ. Larry khẳng định chắc chắn Peter đã giết vợ sau khi cô nói với anh rằng muốn ly hôn. Bất chấp nỗ lực của cảnh sát và phần thưởng 25.000 đô la Mỹ mà người thân của nạn nhân Rozan Gailiunas đưa ra, nhưng cuộc điều tra về kẻ sát hại cô vẫn không có thêm tiến triển. Sau khi người tình chết, Larry Weyler quay lại với vợ là Joy Ayler. Đến năm 1986, Larry và Joy lại một lần nữa đề cập về việc ly hôn. Lần này, người khởi xướng là Joy vì cô đang ngoại tình với người bạn trai cũ ở thời trung học. Larry một lần nữa dọn ra khỏi nhà riêng của họ. Mặc dù có rất nhiều hiềm khích giữa hai vợ chồng trong quá trình tiến hành các thủ tục ly hôn, nhưng khi Larry nhận được lời đề nghị từ Joy rằng cả hai sẽ cùng đi cưỡi ngựa và trò chuyện tại trang trại của họ thì Larry đã liền đồng ý. Tuy nhiên, vị chủ thầu xây dựng này nhanh chóng thất vọng khi anh đến đúng thời gian đã hẹn mà không thấy Joy đâu. Đợi một lúc lâu vợ vẫn không xuất hiện, Larry đã bực bội leo lên chiếc xe bán tải của mình rồi rời đi. Khi đến cổng trang trại, thì anh đã nhìn thấy một chiếc xe tải Ford đang chặn đường mình. Nghĩ rằng những người ngồi trong xe có thể đang gặp sự cố hoặc hết xăng, nên Larry đã liền giảm tốc độ và tiến lại gần với mục đích giúp đỡ. Bất ngờ, những người đàn ông ngồi trên xe đã chĩa súng về phía anh và bóp cò. Giật mình, Larry đã vội điều khiển xe tháo chạy và anh may mắn không bị thương. Sau khi sâu chuỗi các sự việc, thì anh chắc chắn rằng vợ mình là người đứng sau âm mưu giết người nên đã trình báo cảnh sát. Mặc dù cảnh sát tin rằng giả định của Larry là có cơ sở nhưng không có đủ bằng chứng để chứng minh điều đó. Cuộc ly hôn của hai vợ chồng Larry được hoàn tất vào năm 1986. Suốt thời gian đó, vụ án mạng của Rozan vẫn chưa được giải quyết và rơi vào bế tắc. Tuy nhiên, tất cả đã thay đổi vào mùa xuân năm 1988 khi một người phụ nữ bước vào sở cảnh sát Richardson. Đó là Carol Galan, là chị gái của Joy. Tại đây, Carol hỏi liệu phần thưởng 25.000 đô la Mỹ có còn hiệu lực hay không. Khi cảnh sát xác nhận phần thưởng này vẫn còn, thì Carol đã nói với họ rằng cô có thông tin về vụ giết người. Carol kể cho các thám tử nghe một câu chuyện phức tạp về em gái Joy của cô.
Theo đó, Joy đã gạ gẫm người chồng hiện tại của cô là William Garland để giết nhân tình của Larry và sau đó là giết Larry. Tuy nhiên, điều tra viên lúc đó lại cho rằng đây là một câu chuyện hoang đường. Họ không tin lời khai của Carol. Cơ quan chức năng coi đây như một lời bịa đặt trong nỗ lực trả thù vì những tranh chấp trong gia đình. Dù vậy, vụ sát hại Roseanne và câu chuyện của Carol lại thu hút sự chú ý của phóng viên Glenna Whitley. Glenna đã tìm gặp Carol để hỏi về những thông tin của cô. Carol đã lập tức chia sẻ toàn bộ những gì mình biết. Lần này không phải vì tiền thưởng mà vì cảm thấy bức xúc bởi đã không ai tin cô. Dựa vào lời khai của Carol, Glenna đã tìm hiểu thêm một số người có liên quan và sau đó đã viết loạt bài báo về vụ án để đăng lên tạp chí. Dần dần, các nhà điều tra đã phải xem xét lại những tuyên bố của Carol. Làm việc với cảnh sát, chồng của Carol là William Garland đã thú nhận rằng Joy từng hai lần nhờ mình tìm sát thủ. Theo William, một người đàn ông có tên George Anderson Hopper được trả $1,500 để giết Roseanne. Hai anh em Buster và William được trả tiền để giết Larry. Dựa vào đó, cơ quan điều tra đã bắt giam anh em Buster và William. Sau đó, các thám tử đã đến tìm Anderson tại đại lý xe hơi. Đây là nơi hắn ta đang làm việc. Tuy nhiên, trong lúc nói chuyện, Anderson đã kiếm cớ rời đi và nhanh chóng chạy ra cửa sau rồi bỏ trốn. Anderson chỉ biến mất trong 5 tháng tiếp theo. Vào tháng 12 năm 1988, Anderson đã bị bắt. Trải qua vài tháng sau song sắt, gã đàn ông này nhận ra rằng mình không thể thoát tội và cuối cùng đã cung cấp một video thú nhận toàn bộ tội ác vào tháng 2 năm 1989. Theo lời khai của Anderson, vào một ngày tháng 10 năm 1983, hắn đã đến nhà nạn nhân Roseanne và đóng giả nhân viên giao hoa. Khi Roseanne mở cửa, Anderson nói đã tìm cách cố gắng vào trong và sau đó hướng Roseanne về phía phòng ngủ của cô. Việc Anderson cưỡng hiếp Roseanne không phải là một phần trong thỏa thuận tội ác. Gã đàn ông cho biết không hiểu tại sao lúc đó mình lại làm vậy. Cuối cùng, hắn ta đã giết cô rồi nhanh chóng rời đi. Vào tháng 9 năm 1988, Joy Aylor đã bị bắt ngay sau khi anh rể cô ta thú nhận là kẻ trung gian trong âm mưu giết người. Joy dễ dàng nộp khoản tiền bảo lãnh $140,000 để được tại ngoại. Joy Aylor biết rằng khả năng lớn cô ta sẽ phải ngồi tù vì tội giết tình địch Roland Gailionas và âm mưu giết chồng cũ Larry. Ngày 5 tháng 5 năm 1990, người phụ nữ đã bỏ trốn cùng một người bạn cũng đang bị xem xét án tù về tội buôn bán ma túy. 5 tuần sau khi chạy trốn khỏi Texas, người bạn này đã bị bắt ở British Columbia, Canada. Trong khi đó, cảnh sát vẫn không thể tìm ra tung tích của Joy. Một nguồn tin sau đó cho biết Joy đang ở Mexico. Nhưng khi cơ quan chức năng có mặt tại nơi được thông báo, thì họ đã không tìm thấy Joy ở đó. Cô ta dường như đã bốc hơi. Vào mùa xuân năm 1991, một vụ tai nạn xe hơi không quá nghiêm trọng đã dẫn các nhà chức trách Pháp đến một biệt thự cho thuê gần Nice. Tại đây, họ bất ngờ phát hiện người phụ nữ sống trong đó chính là người đang bị nước Mỹ truy nã gắt gao. Joy đã bị bắt vào ngày 16 tháng 3 năm 1991. Lo sợ những gì đang chờ đợi mình ở Mỹ, Joy đã cố gắng tự tử bằng cách cứa vào cổ tay khi ở trong một nhà tù Pháp, nhưng kết quả lại không thành công. Tuy vậy, khi trốn sang đây, Joy biết rõ Pháp không có hiệp ước dẫn độ với Mỹ trong trường hợp chịu án tử hình. Không còn lựa chọn nào khác, biện lý quận Harris đã đồng ý không áp dụng bản án tử hình đối với bất kỳ tội danh nào của Joy. Sau đó, Joy đã nhanh chóng được đưa trở về Mỹ để xét xử. Sau phiên tòa xét xử, thì Joy Aylor đã bị kết án tù chung thân có khả năng được ân xá. Cơ hội ân xá đầu tiên của Joy là vào năm 2011, tuy nhiên yêu cầu này đã bị từ chối. Kết quả này tiếp tục lặp lại trong lần ân xá thứ hai vào năm 2017. Hiện tại, người phụ nữ này vẫn bị giam giữ tại nhà tù dành cho phụ nữ Mountain View ở Gatesville, Texas. Trong khi đó, tên đồng phạm Anderson đã bị kết tội giết nạn nhân Roseanne và bị kết án tử hình bằng cách tiêm thuốc độc, thi hành vào ngày 8 tháng 3 năm 2005. Trước khi bị tử hình, Anderson đã tỏ ra vô cùng hối hận vì những hành động của mình. Hai đồng phạm khác là anh em nhà Buster và William cũng phạm tội âm mưu giết người và bị kết án tù chung thân. Hiện Buster đang thụ án tại nhà tù Boyd ở Texas, còn William chịu án tại nhà tù Max Changfellow ở Roseanne, Texas. Anh rể của Joy là William Garland đã nhận án chung thân có khả năng ân xá cho tội danh giết người. Bạn trai thời trung học của Joy đã hỗ trợ cho cô ta trốn thoát bằng cách cung cấp tiền mặt, hộ chiếu giả và các giấy tờ tùy thân khác cho Joy. Anh ta đã bị kết án 27 tháng tù cho tội danh của mình. Về phần Larry Aylor, sau khi nhân tình chết còn vợ vào tù, thì người đàn ông này đã chuyển tới nơi khác và tiếp tục công việc của một chủ thầu xây dựng. Kỳ án về Michelle Lee, nữ sinh y tá xinh đẹp bị sát hại dã man chỉ vì bị nghi là trà xanh. 10 năm trước,
Michelle Lê là một cô nữ sinh gốc Việt, theo học ngành y tá tại đại học ở Mỹ bỗng dưng mất tích. Sau nhiều ngày điều tra, cuối cùng cảnh sát đã phát hiện ra manh mối chỉ điểm thủ phạm. Tuy nhiên, hung thủ lại là người ít ai ngờ tới. Vụ mất tích kỳ lạ, Michelle Lê, 26 tuổi. Trong mắt bạn bè và những người xung quanh thì cô luôn được khen ngợi với những lời có cánh. Cô là một nữ sinh vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, lại còn giàu nghị lực. Michelle mất mẹ sớm khi cô chỉ mới 13 tuổi. Bố thì lại không ở gần cô do ông vẫn đang sống ở Việt Nam. Vì vậy, sau khi mẹ qua đời, Michelle phải dọn đến sống tại nhà cô ruột mà không có bố mẹ cạnh bên. Dù khó khăn là thế, Michelle vẫn học hành chăm chỉ, thi đỗ vào Đại học Samuel Merritt ngành y tá. Trước khi mất, mẹ của Michelle cũng theo nghề y, nhưng bà đã ra đi bởi căn bệnh ung thư vú. Lấy hình tượng mẹ làm hình mẫu, Michelle quyết tâm theo đuổi nghề y để cứu người. Thế nhưng chớ trêu thay cho cô gái trẻ, bi kịch đã giáng xuống đầu cô vào một ngày mà chẳng lường trước. Ngày 27 tháng 5 năm 2011, Michelle bỗng dưng mất tích bí ẩn. Theo những gì cảnh sát ghi nhận được, tối hôm đó, như thường lệ là nữ sinh gốc Việt có ca trực đêm tại trung tâm y tế bệnh viện Kaiser ở Haywood. Trong giờ giải lao, Michelle đã rời bệnh viện lúc 19 giờ để ra bãi giữ xe ô tô lấy đồ. Thế nhưng rất lâu sau, chẳng ai thấy Michelle quay trở lại. Được biết, trước khi bị mất tích, Michelle còn háo hức khoe với các bạn đồng nghiệp rằng sau khi hết ca trực cô sẽ gặp một người bạn ở quán cà phê gần bệnh viện. Sau đó cả hai sẽ cùng nhau lên lịch đi chơi vào cuối tuần. Thế nhưng, vì không thấy Michelle quay lại tiếp tục làm việc, chiếc xe hơi của nữ sinh cũng không có ở bãi gửi xe, nên bạn bè cô đã nhanh chóng gọi điện báo gia đình và cảnh sát. Sau khi nhận được báo cáo về trường hợp mất tích của Michelle, cảnh sát đã tìm thấy chiếc xe màu bạc của cô vào lúc 21 giờ cùng ngày, tại một bãi xe cách bệnh viện khoảng 800 mét. Tuy nhiên, điều đáng sợ là trong xe có vết máu được xác định là của Michelle, còn cô ở đâu thì không ai biết. Sau khi Michelle mất tích, gia đình cô ruột Michelle đã dán tờ rơi tìm kiếm khắp mọi nơi, hứa tặng thưởng cho bất kỳ ai có thông tin về nơi ở của cô. Trong suốt 4 tháng tiếp theo, các hoạt động tìm kiếm nữ sinh được diễn ra rộng rãi từ phía gia đình, cảnh sát và cả sự tham gia của các tình nguyện viên. Tuy nhiên, gia đình vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi có ích nào. Song song với việc tìm kiếm, cảnh sát cũng điều tra, thẩm vấn gần 20 người bạn của Michelle để tìm ra manh mối. Bên cạnh đó, họ cũng nghiên cứu kỹ đoạn băng ghi hình tại nhà xe bệnh viện. Sau 7 lần tìm kiếm thất bại cuối cùng, Michelle cũng được tìm thấy dưới hình dạng một bộ hài cốt. Cuộc tìm kiếm thứ 8 đã tìm thấy một bộ xương người đã bị phân hủy trong một khu vực hẻm núi hẻo lánh vào ngày 17 tháng 9 năm 2011. Ngay sau đó, ngày 19 tháng 9 năm 2011, văn phòng điều tra của quận Alameda đã xác định chính xác hài cốt đó là của Michelle. Những nghi vấn về nguyên nhân cái chết và kẻ thủ ác được đặt ra. Ai là người đã ra tay sát hại Michelle, một cô gái mà được lòng tất cả mọi người? Ngay từ đầu, cảnh sát đã nghi ngờ rằng Michelle bị giết bởi một người mà cô quen biết, một người có khả năng rủ cô ra ngoài mà không nghi ngờ gì. Và cảnh sát đã đặt nhiều nghi ngờ nhất lên một người ít ai ngờ tới, đó là Esteban, 27 tuổi. Người Philippines, là bạn trung học và cũng là bạn thân cũ của Michelle. Bên cạnh đó, camera an ninh đặt trong bãi để xe đã quay lại được hình ảnh cô bạn thân Esteban, có mặt trước và sau khi Michelle mất tích. Giới chuyên môn cho biết, họ đã có đủ bằng chứng buộc tội Esteban. Họ đã tìm thấy vết máu của nạn nhân trên đế giày của Esteban. ADN của cô cũng được tìm thấy trên vô lăng trong chiếc xe hơi của Michelle. Bên cạnh đó, manh mối đáng ngờ nhất đến từ bản sao lưu các cuộc điện thoại và cột phát sóng nhà mạng từ điện thoại của Esteban và Michelle. Khi họ đã di chuyển trên cùng một lộ trình, từ bệnh viện Kaiser đến các nơi khác thuộc Alameda, sau khi có thông tin Michelle mất tích, cảnh sát cho biết, lúc đó Esteban không chịu hợp tác điều tra. Tuy nhiên, trước bằng chứng không thể chối cãi, cô ta cũng phải cúi đầu thừa nhận đã sát hại Michelle tại bãi gửi xe. Vào ngày 7 tháng 9 năm 2011, cảnh sát đã bắt giữ Esteban với cáo buộc sát hại nữ sinh gốc Việt. Mặc dù lúc đó thi thể nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy, khi bị thẩm vấn, Esteban còn tỏ rõ thái độ thù địch với cô bạn Michelle, bởi cô ta tin rằng bạn mình là trà xanh, là kẻ thứ ba chen chân vào phá hỏng mối quan hệ của cô với người yêu cũ là Scott. Chính vì vậy, Scott mới ruồng bỏ dù lúc đó cô đã mang bầu. Theo thông tin thu thập được, Esteban và Michelle vốn là bạn học từ thời trung học. Hai cô gái đã ở bên nhau rất lâu và vô cùng thân thiết. Thế nhưng, tình bạn ấy bắt đầu xuất hiện những vết rạn bởi sự xuất hiện của Scott. Về phía Michelle,
Khi còn sống, cô không bao giờ thừa nhận mối quan hệ sai trái này. Vào thời điểm đó, bạn trai cũ Scott cũng liên tục phủ nhận chuyện anh ngoại tình. Việc hai người quen biết nhau cũng nhờ sự giới thiệu của Esteban vào năm 2002, khi cả hai đều là sinh viên năm nhất tại Đại học bang San Francisco. Thế nhưng, sau khi cô gái trẻ ra đi, Scott lại tiết lộ những bí mật trong quá trình phục vụ điều tra. Sự thật là sau khi được Esteban giới thiệu bạn thân, Scott đã rung động trước cô nữ sinh xinh đẹp, và hai người đã hẹn hò với nhau vào mùa xuân năm 2003. Mối tình chớm nở ấy cũng chóng đến chóng tàn chỉ sau một tháng. Cặp đôi nhanh chóng quyết định chia tay và giữ mối quan hệ bạn bè. Qua buổi phỏng vấn, Scott khẳng định rằng mình chưa bao giờ quan hệ tình dục với Michelle, kể cả khi họ ở trong mối quan hệ hẹn hò lén lút kéo dài một tháng, hay bất kỳ thời điểm nào sau đó. Về phần Esteban, thực ra mối quan hệ của Esteban và Scott đã rạn nứt từ năm 2005, khi cô nhen nhóm chuyện mình bị bạn thân và người yêu phản bội sau lưng. Lúc đó, Esteban đã biết mình mang thai, và thậm chí nổi giận đến mức dự tính sẽ phá thai. Scott cho biết, Esteban ban đầu có quyền nuôi con gái của họ, và cô dự định sẽ cùng cô bé chuyển đến San Diego sinh sống. Tuy nhiên, vào năm 2010, cô ấy gần như đã nổi điên với người yêu khi anh giành được quyền nuôi con gái và cùng cô bé tới sống tại Bay Area. Vì mong muốn được ở cạnh chăm sóc con gái, Esteban cũng đã xuống nước và chuyển về sống tại Bay Area vào tháng 11 năm 2010. Có điều, cô ấy luôn cảm thấy cô đơn vì không có nhiều bạn bè trong khu vực. Scott nói rằng, vào ngày 22 tháng 11 năm 2010, Esteban bỗng dưng nhắc lại chuyện về Michelle, với mô tả là người đã làm tổn thương tôi trong suốt 6 năm. Có lẽ, sau nhiều năm trôi qua, Esteban vẫn luôn mang trong mình nỗi canh cánh bị bạn thân phản bội và bị người yêu cắm sừng. Chính vì thế, cô mới để cơn ghen cuồng nộ chiếm lấy tâm trí bản thân và lên kế hoạch trả thù rồi tiễn Michelle về thế giới bên kia. Vào ngày 10 tháng 12 năm 2012, Esteban ra hầu tòa với tội danh bắt cóc và giết người. Thế nhưng, thay vì ăn năn hối cải để nhận lấy sự khoan hồng của pháp luật, cô ta vẫn ngoan cố tin rằng bản thân mình không làm gì sai. Tại phiên tòa xét xử hôm ấy, cảnh tượng bị cáo liên tục đổ hết mọi tội lỗi lên đầu nạn nhân đã khiến những người tham dự lắc đầu ngán ngẩm và phẫn nộ. Esteban khẳng định chính Michelle mới là người châm ngòi nổ khi lừa dối và cố tình quyến rũ bạn trai cũ của cô ta. Về phần nhân chứng, bên cạnh những lời khai trong quá trình điều tra trước, người bạn trai Scott còn đưa ra một đoạn ghi âm hội thoại chống lại Esteban vào 6 tháng trước khi vụ giết người diễn ra. Trong cuộc hội thoại đó, mọi người đều nghe rõ giọng nói của Esteban khi cô nói với Scott rằng cả anh và nữ sinh viên gốc Việt đều đáng chết. Scott còn cho biết thêm, dù anh và Esteban không còn sống cùng nhau nữa, nhưng họ vẫn rất quan tâm đến những đứa con của mình. Chúng chính là sợi dây liên kết còn lại giữa hai người. Thực ra, trước khi Esteban gây án, cả cô, Scott và Michelle đã có một buổi gặp mặt với một chuyên gia tư vấn nhằm xóa bỏ những bóng ma tâm lý về chuyện ngoại tình giữa Scott và Michelle. Thế nhưng, đáng tiếc thay, buổi gặp gỡ ấy cũng không đem lại kết quả tốt đẹp. Trong cơn cuồng ghen thịnh nộ, Esteban vẫn quyết định kết liễu bạn thân cũ của mình với hành vi giết người máu lạnh và có tính toán trước. Thẩm phán của tòa án thượng thẩm hạt Alameda đã kết án Esteban 25 năm tù giam với hành vi giết người cấp độ 1. Theo ông, trong suốt quá trình điều tra và xử án, Esteban đều không hề tỏ ra ăn năn hối lỗi một chút nào, và hình phạt như trên là thích đáng với cô ta. Còn về phần chăm nuôi con cái, những đứa trẻ sẽ được sống cùng với bố là Scott sau khi Esteban lĩnh án tù. Ngay khi phiên tòa kết thúc, những hình ảnh ghi lại trong phiên tòa được chia sẻ rộng rãi trên truyền thông và mạng xã hội. Ai nấy sau khi coi những bức hình đó cũng đều ngạc nhiên khi thấy bị cáo luôn xuất hiện với gương mặt lạnh lùng, thờ ơ và không có nét nào thể hiện sự hối hận của kẻ giết người. Chỉ vì bị một cơn ghen tuông kéo dài nhiều năm ám ảnh, Esteban đã đóng sập cánh cửa đời mình, đóng lại vụ án, kẻ thủ ác bị trừng phạt. Gia đình nữ sinh gốc Việt cũng đã dần vượt qua được nỗi đau mất mát người thân. Tuy nhiên, vụ án vẫn khiến nhiều người cảm thấy xót xa, tiếc thương cho cô gái giàu nghị lực. Bên cạnh đó, đây cũng là bài học cho những cô gái trẻ hiện nay đang bị tình yêu làm mờ mắt, sẵn sàng bày mưu tính kế để hãm hại những người mình coi là trà xanh, qua đó đóng luôn cả cánh cửa tương lai sau song sắt. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Nếu thấy hay thì mọi người nhớ ủng hộ kênh bằng cách like và đăng ký kênh giúp mình nha. Video có thể còn nhiều thiếu sót, mong mọi người có thể đóng góp ý kiến bằng cách bình luận ngay phía dưới video giúp mình nhé.